Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Đại học Luật Hà Nội cúng dường bằng tiến sĩ cho sư Thích Trần Quang. Ngày 1 tháng 7, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Gió Bất với tựa đề Bằng tiến sĩ của sư Thích Trần Quang, siêu tóc, nặng mùi hương khói cúng dường. Tác giả đề cập đến những thắc mắc xung quanh bằng tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, tức là Thượng tọa Thích Trần Quang. Hình ảnh bài trên AFA. Tác giả nêu một số thắc mắc về quy trình như tại sao ông Trần Quang phải học Đại học Luật Hà Nội tại chi nhánh liên kết với trường cao đẳng Bách Việt ở Sài Gòn. Luật sư Trần Vũ Hải thắc mắc về tính pháp lý của cơ sở đào tạo này. Tác giả dẫn Phó Giáo sư Nguyễn Tiến Trung, giảng viên tại một trường đại học ở Sài Gòn, cho biết thời gian để hoàn thành bậc tiến sĩ tiêu chuẩn là 3 tới 4 năm. Làm sao ông Thích Trần Quang có thể hoàn thành trong vòng 25 tháng? Chưa kể, một cử nhân loại giỏi học thẳng lên tiến sĩ phải học bổ sung từ 4 tới 8 môn và các nghiên cứu sinh cần tới gần 1 năm để hoàn thành. Theo tác giả, không chỉ quá trình mà nội dung luận văn của tiến sĩ càng gây thêm phẫn nộ trong giới học thuật. Tác giả dẫn đánh giá của nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng đề tài luận văn Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam của Vương Tấn Việt là rất bất hợp lý, thiếu cơ sở lý thuyết và thực tiễn, đi ngược lại với pháp luật quốc tế. Đồng quan điểm, tác giả dẫn Facebook của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Huy Cương, giảng viên khoa luật của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội với status khá gay gắt chỉ trích luận án này. Hình ảnh sư Thích Chân Quang. Tiến sĩ Cương dẫn một đoạn trong luận văn của Vương Tấn Việt. Tóm lại, quyền con người do chính nghĩa vụ con người quyết định. Có chăng, nhà nước chịu trách nhiệm tạo cơ hội cho con người được thực thi nghĩa vụ, nghĩa là không để cho ai trở thành vô dụng, và nhà nước cũng chịu trách nhiệm cung cấp quyền con người một cách công bằng, tương xứng. Tiến sĩ Cương phân tích, quan điểm này đi ngược lại với tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948 và Điều 19 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Ông kết luận, vậy có phải Thích Chân Quang và Trường Đại học Luật Hà Nội không thừa nhận tự do và nhân phẩm của con người, nền tảng của quyền con người mà đã được tuyên bố trong tuyên ngôn về quyền con người đã dẫn ở trên, bác bỏ pháp luật quốc tế về quyền con người và không thừa nhận hiến pháp năm 2013 của Việt Nam? Nếu đúng như vậy thì có thể kết luận là phản động thực sự được không? Bên cạnh đó, tác giả cho biết cộng đồng mạng đã phát hiện nhiều điều bất thường trong quá trình nghiên cứu và bảo vệ luận án của Vương Tấn Việt. Hình ảnh Trường Đại học Luật Hà Nội. Cụ thể, Facebook Thiền Tôn Phật Quang đã đưa sự kiện ngày 15 tháng 11 năm 2020 tại Bảo tàng Hàng không Hà Nội, Thượng tọa Thích Chân Quang đã tổ chức buổi lễ tri ân thầy cô giáo với sự tham gia của hơn 50 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến từ một số trường đại học ở Hà Nội, cùng với gần 1.000 Phật tử. Điều bất bình thường là hình ảnh một số thầy cô giáo quỳ đảnh lễ và dâng cúng dường cho học trò là Thượng tọa Thích Chân Quang. Tác giả cũng cho biết, luật gia Trần Đình Thu phát hiện trong video ghi hình lễ bảo vệ luận án tại Trường Đại học Luật, trong phần trình bày của tiến sĩ Trần Kim Liễu, một trong hai người hướng dẫn khoa học cho ông Vương Tấn Việt, thay vì kính thưa hội đồng, tiến sĩ Liễu lại cung kính cúi đầu và kính thưa sư phụ. Hóa ra, lễ bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt đã trở thành lễ vinh danh, cúng dường bằng tiến sĩ cho Thượng tọa Thích Chân Quang. Tác giả tiếp tục cho biết, tác giả Khánh Duy trên báo Tiếng Dân phát hiện Vương Tấn Việt không phải là tác giả của luận án. Theo đó, 6 file tài liệu trong luận án đều không phải của ông Vương Tấn Việt, mà một trong số đó là của tác giả Kim Liễu, có khả năng chính là người hướng dẫn cho ông Việt. Tất cả các thông tin của Khánh Duy đều có hình ảnh minh họa và link liên kết nguồn. Tác giả kết luận như vậy có quá nhiều dấu hiệu cho thấy bằng tiến sĩ của Vương Tấn Việt nặng mùi hương khói cúng dường. Tác giả dẫn lời than của nhà báo Tâm Chánh, nguyên tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị viết trên Facebook. Chuyện không còn là của một gã thầy tu háo danh mà đã thành chuyện nhân cách, tư cách của nhà khoa học, của người thầy, của bậc trí giả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Đại học Luật Hà Nội cúng dường bằng tiến sĩ cho sư Thích Chân Quang. Chuyên gia phản biện luận án tiến sĩ luật của ông Thích Chân Quang. Ngày 27 tháng 6, BBC Tiếng Việt cho hay luận án tiến sĩ luật của nhà sư Thích Chân Quang bị mổ xẻ giải mã vụ tốt nghiệp thần tốc. Theo đó, Thượng tọa Thích Chân Quang tốt nghiệp tiến sĩ thần tốc tại Trường Đại học Luật Hà Nội đang là đề tài nóng gây tranh cãi trong dư luận Việt Nam.
hình ảnh bài trên BBC. BBC đề cập đến những thắc mắc bằng cách nào mà ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, có thể bảo vệ luận án tiến sĩ vào tháng 12 năm 2021, trong khi chỉ vừa nhận bằng cử nhân luật tại chức vào tháng 1 năm 2019. Việc này đã chính thức trở thành đề tài phải xử lý đối với trường Đại học Luật Hà Nội. BBC cho biết hôm 25 tháng 6, Bộ Giáo dục Đào tạo đã gửi công văn yêu cầu trường Đại học Luật Hà Nội báo cáo khẩn trương về quá trình tuyển sinh, đào tạo đối với nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt. BBC dẫn phản biện về mặt học thuật của ông Nguyễn Quốc Tấn Trung đăng trên tài khoản YouTube Hội đồng Cừu từ năm 2022 đối với đề tài luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt. Ông Nguyễn Quốc Tấn Trung là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành công pháp quốc tế tại Đại học Victoria, Canada, học giả thỉnh giảng năm 2024 tại Học viện Luật Quốc tế The Hague, tập trung vào khủng hoảng quốc tế. BBC chỉ ra cách hiểu về quyền con người của ông Thích Chân Quang trong luận án tiến sĩ có nhan đề Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Hình ảnh ông Thích Chân Quang. Theo đó, ông Chân Quang nói rằng quyền luôn phải đi đôi với nghĩa vụ, và trong một số trường hợp thì nghĩa vụ còn phải đi trước quyền. Ông khẳng định thế giới đã hiểu sai về nhân quyền quá nhiều. BBC dẫn phản biện của chuyên gia Nguyễn Quốc Tấn Trung rằng cách đặt vấn đề của ông Vương Tấn Việt rất khác biệt so với thế giới, bởi mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu mà ông Việt xác định là đưa ra tuyên ngôn toàn cầu về nghĩa vụ con người. Và điều này nghe như một đối trọng của tuyên ngôn phổ quát về quyền con người do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1948. Cụ thể, ông Trung phân tích, luật quốc tế nói chung và pháp luật quốc tế về nhân quyền nói riêng được đặt ra và biến nhân quyền trở thành phổ quát, cơ bản, chủ yếu vì người ta không muốn những quyền cơ bản này bị biến thành quyền có điều kiện bởi nhà nước của từng quốc gia. Có nghĩa mục tiêu của các quốc gia khi ngồi lại với nhau từ thập niên 50 đến gần cuối thập niên 80 bao gồm không chỉ có nhà nước phương Tây mà đại đa số các nhà nước mới được thành lập, mới thoát khỏi chủ nghĩa thực dân để xác lập rằng quyền nào là quyền phổ quát, cơ bản, không thể tách rời. Và nghĩa vụ mà ông Quang nói tới là một dạng điều kiện cho những quyền này. Hình ảnh kênh YouTube Hội đồng Cừu của Nguyễn Quốc Tấn Trung. Ông Trung nêu ba ví dụ. Thứ nhất, Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, Điều 1, quyền dân tộc tự quyết. Đây là nền tảng pháp lý để người Việt Nam và các dân tộc đang bị đô hộ, bị thống trị bởi chủ nghĩa thực dân, sử dụng để đấu tranh giành lại độc lập của mình, từ đó tách cấu trúc nhà nước của họ ra khỏi cấu trúc nhà nước thực dân. Đây là quyền đương nhiên và pháp luật quốc tế trao quyền này cho các dân tộc để họ tự định đoạt số phận của mình. Thứ hai, Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, Điều 3, quyền bình đẳng giới tính. Người nữ hoặc người thuộc giới tính thứ ba không có nghĩa vụ gì để được bình đẳng với nam giới. Thứ ba, Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, Điều 7, quyền không bị tra tấn. Con người không cần thực hiện nghĩa vụ gì để được hưởng quyền này, kể cả khi vi phạm mọi tiêu chuẩn đạo đức xã hội, như trốn thuế, không cấp dưỡng cho con, bị tình nghi giết người, v.v., thì quyền này vẫn còn để bảo vệ cho bạn. Nó là rào chắn để ngăn chặn những lạm dụng, xâm phạm trong những trường hợp đặc biệt, là nền tảng để tránh oan sai, ông Trung nói. Theo ông Trung, vấn đề là khi đặt một câu hỏi nghiên cứu mà nó phủ nhận, lật ngược toàn bộ giá trị, mục tiêu, mục đích của một ngành luật, thì ông Thích Chân Quang phải xem lại cách đặt câu hỏi của mình. Cuối cùng, ông Trung nhấn mạnh rằng, việc xem xét tìm ra cho bằng được nghĩa vụ để đối lại những quyền cơ bản đã được luật pháp quốc tế về nhân quyền ghi nhận là đặc biệt nguy hiểm và đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến diễn ngôn chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Chuyên gia phản biện luận án tiến sĩ luật của ông Thích Chân Quang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d